tới mùa Halloween á, Ngọc cũng bày đặt đú đa đú đỡn đú trên với người ta. Sáng đi mua bí gợ với cá biển về nấu cà ri. Đang ngồi lựa cá, bà kế bên bà nghe cá biển nấu cà ri. Bà nhìn Ngọc, chắc bà nghĩ là Ngọc bị ngáo á. Mà bà đâu có biết là Ngọc bị ngáo thiệt. Bây giờ thì Ngọc sẽ đi ra ngoài vườn lụm vừa khô vô nấu cà ri. Nâu ơi, con đâu rồi? Ê, ủa? Rồi xong. Vừa khô á các bạn, là mình lắc 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 vậy nè, nó còn nước á, là mình xài được á. Tái đó với tái này, người ta hai tái cho nó béo hả? Thôi một trái thôi là được rồi. Tái dừa này nó bự quá mà. Đi vô, ngó rồi có tái dừa mọng nè. Đây có tái dừa mọng nữa nè. Y da nó muốn mọc ra rồi. Lụm hai trái đi, xì cua. Lỡ tái này nó bự mà cái cơm nó mỏng thì nó sẽ không được béo. Mình lụm thêm tái nữa. Tái này nó nhú cái mọng mình nè, mình có mọng dừa mình ăn. Y vô thôi. Ê, tái này nó lú cái mọng lên nè, mới giục tái đó đi chú ơi. Lụm tái này đi. Tái này cơm con nghĩ nó dày hơn tái đó đó, có mọng ăn nữa chú. Thôi con lụm hai tái này. Hai trái này có hai cái mọng này là dừa ăn luôn các bạn. Đi. Mình sẽ có mọng dừa. Ôi trời, cái gì vậy? Trời đất ơi, kêu ông chú ba ông phụ giùm mình. Ông bữa tái dừa vậy nè, rồi ông bỏ ông đi. Làm sao? Mấy này bệnh mất sức rồi. Giờ tách tái dừa hết nổi rồi. Tách sẵn ra luôn á. Con bệnh, con chưa có khỏe. Con bị mất sức. Hơi xì. Rồi chưa? Hả? Tính ra con cũng còn sức quá chứ, cũng mạnh chứ bộ. Ở Bến Tre của Ngọc á, dạo gần đây hay có cái trào lưu mà cái gì ta? Ở bonsai dừa khô á các bạn, là vậy nè. Người ta sẽ ra vườn lựa những cái trái dừa lên mọng á, rồi người ta vô người ta gọt sạch sẽ láng o luôn. Rồi người ta sẽ điều chỉnh, ví dụ như cái cây này nè. Đó, theo Ngọc biết thôi nha. Đó, người ta sẽ để như vậy thì từ từ cái tược này lên cong. Người ta sẽ làm thành bonsai dừa. Người ta gắn thêm mắt, mũi, mỏ, miệng, mồng, đuôi rồi này nọ kia vô. Khi mình chờ đợi chú ba mình phụ mình làm dừa thì Ngọc sẽ đi đâm tỏi, củ hành để ớt. Nhớ lúc hồi xưa, mỗi lần mà chòm sớm nhà nào có tiệc cái là chiều bữa trước á, gọi là cái bữa đó là gì ta? Tiên thường á các bạn. Quê Ngọc gọi là tiên thường á. Là chòm sớm người ta sẽ là qua nhà của mình, người ta phụ làm đồ ăn này kia đồ á. Tỏi, ớt, hớt, dao rồi nè, bầm nó kêu lung tung hết trơn. Vui gì đâu vui. Bây giờ nó mất cái không khí mà chòm sớm giống như là tình làng nghĩa sớm như ngày xưa á chú ba ha ha. Giờ cũng còn vậy. Còn gì? Hậu thường á. Nó khoan bàn khoan ghế nữa. Nó dành mi. Gượt vui gượt chết. Có khi chết thiệt á chứ không có gần đâu. Quýnh bài karaoke dành mi nó gượt nha, nó quánh vui. Đúng rồi. Bây giờ thì cũng còn vui á các bạn. Theo như chú ba mình nói á, là người ta không có còn vui tiên thường nữa mà vui hậu thường. Tại đám nhậu xong á rồi có hơi men vô, cái người á thì dành mi ca, còn không thì xúm lại chơi quýnh bài á, rồi hăng máu lên rồi thua á, rồi quất. Làm cà ri á là mình phải có Ngọc á là phải có bỏ ớt, mà cà ri cá là phải có ớt rồi thêm gừng nữa. Giờ Ngọc sẽ đâm rừng, đâm gừng. Gừng Guinness gọi là gừng. Đây là cái mọng dừa nè các bạn. Mọng dừa thì mình lấy như thế này, Ngọc sẽ hướng dẫn các bạn nha. Nè. Mình thọt vô đây mình lấy thì nó không mấy, mình xe cái này cho nó banh ra. Nó nát cái này ra, nát cái màu ra thì tự động cái mọng dừa nó sẽ bung ra. Đó. Xong rồi. Xay. Các bạn nào mà ở vùng khác miền Tây á, là có đi du lịch Bến Tre hay là ở miền Tây mà có đi du lịch Bến Tre á, đi tới mấy cái khu du lịch Cần Phụng, Cần Thới Sơn nữa, ở trong đó cũng có bán cái này nè, mình dùng thử đi, ngon lắm luôn á. Ôi chua thang á, mình ăn á, mình gửi là mấy cái cỏ cái tay của Ngọc bỏ xuống, nhỏ xuống, đừng có ham bự nha, bự không ngon, bự nó dầu, bự nó xếp sợ mà nó không có ngọt, với lại nó nhiều dầu lắm. Ăn cỏ cái tay Ngọc xuống nhỏ hơn nữa. Cỡ này hoặc cỡ đầu ngón chân là ok luôn, ngọt ngất ngay luôn.
Tại vì á Ngọc nấu cà ri á, anh nấu ít á, cho nên là mình nạo dừa ở nhà. Còn không thì mình đi ra mình mua, người ta cũng có nạo sẵn ở ngoài mấy cái tiệm á, người ta có nạo sẵn. Còn không mình xách cái này mình ra nhờ người ta nạo có 2-3 ngàn cái nè. Tại Ngọc rảnh á, Ngọc thích nhìn nè, thích nghe cái tiếng nạo dừa này lắm. Sáng Ngọc đi chợ mua được trái bí gợ này nè các bạn. Bây giờ Ngọc sẽ tỉa nó ra, tỉa thành cái hàm răng, cái mặt giống như là bên nước ngoài Halloween. Ngọc thấy hay có mấy cái trái bí mà tỉa làm mặt của mấy cái hình thù này nọ kia đó. Chỉ nhờ ông làm cái mà ông ngon nhai nè các bạn. Cái này có gì khó đâu. Giờ Ngọc phải móc cái ruột nó ra, tí mình làm cái nắp mình đẩy nó lên. Ừ, chuẩn bị có giường bí ăn nè chú ba. Con sẽ lấy cái hộp này con sẽ trồng lại. Người ta nói là nói trước bước hôm qua. Hôm trước á, Ngọc cũng hù hù cái anh mà bán hàng dòng á. Trời ơi em mua về em trồng hả cho anh, khỏi bán được trái nào cho em luôn. Y như rằng nó không lên một trái. Nó ra vậy có chút chẹo chẹo gỗ quéo quéo luôn. Ôi Ngọc nhớ hồi nhỏ mỗi lần mà được ăn canh bí gợ á, là đi lấy cái hộp này nè, rửa sạch ra rồi gan với muối á cắn. Tại vì Tết á, mới có hột dưa hột bí ăn, mà không có Tết lại đâu có đâu mà ăn. Cho nên ngày thường á, mà thấy mà ở nhà mà ăn canh bí gợ á, là lụm cái hộp này nè các bạn. Không biết cái hộp bí gợ mà người ta bán cho mình cắn á, là nó từ cái trái này hay là cái trái bí mà chuyên trồng để mà lấy hộp thì Ngọc không biết. Nhưng mà hồi nhỏ hả mà tới thấy cái hộp này nè, đợt đợt chạy ra đem đi vuốt cái hộp ra vậy nè, rửa sạch rồi vô gan muối rồi cắn. Dưa hấu cũng vậy luôn, ăn dưa hấu lấy hộp rửa lại rồi gan. Lớn lên mới biết là cái dưa hấu á mà để người ta mà trồng làm hộp đó đó, là cái dưa nó khác, nó không có giống như cái dưa mình ăn. Cái hộp nó mới to, còn cái hộp mà mình ăn trong tới dưa hộp nhỏ xíu à, đâu phải đâu. Tại vì vắt nước cốt dừa là Ngọc vắt bằng nước nóng á các bạn, pha hơi ấm ấm á. Xối vô nó hơi nóng nha. Nhồi. Không biết là chỗ các bạn ăn cà ri thì sao, chứ quê của Ngọc là ăn cà ri nó ngọt vậy đó. Mình sóc mình lắc nó 7-7-4-9 lần là ok các bạn. Còn bạn nào mà rảnh giống như Ngọc nữa thì mình lấy cái này nè, mình nhét vô trong cái bụng nó. Ngọc nấu cá biển rồi Ngọc bỏ thêm mớ lỗ tai heo vô nữa các bạn, cho nó giòn, nó có gân nè. Ăn gân bổ gân, đặng cho chú ba có sức rượt. Giờ cái mỏ ổng chửi quá chửi rồi. Cái giò ổng yếu cho nên mình sẽ bổ sung cái này cho cái giò ổng. Chuẩn bị Ngọc sẽ mở một cuộc thi marathon dành cho chú ba. Cũng khi mình chờ mình nấu nồi cà ri á, mình tranh thủ mình làm miếng chấm mắm nêm. Lỡ ta heo mà luộc chấm mắm nêm là hết nói luôn. Nãy mình gạt chú ba mình á, chứ không thổi ổng lụm hết sao. Dạ dạo lên. Rồi nè. Cháo này nè. Ủa cháo này hả, ai biết. Thôi chú. Lý do là Ngọc phải chiên cái này. Ngọc chiên sơ qua cái khoai lang để cho một hơi nó không bị bở ra. Lỡ mà mình có nấu chín quá nó còn không bở ra. Sau rồi Ngọc sẽ bỏ khoai vô. Cái này mình chiên hơi hơi thôi. Chiên chua chua thôi. Gắp nó để qua một bên. Xương xương vậy là ok rồi. Tự nhiên chiên khoai giờ cái thèm tới cái món khác rồi chú ba. Thèm khoai lắc quá. Cái này mà chiên hơi nữa chín cái mình bỏ vô, mình lấy phô mai mình lắc cái mình làm khoai lắc mình ăn được luôn. Sẽ bỏ cá vô. Đảo đều tay. Tại vì cá biển thì nó cũng mau chín lắm. Rồi lỗ tai thì Ngọc cũng đã luộc sơ qua rồi, còn khoai lang thì cũng chiên rồi. Thì bây giờ cái độ chín của tất cả các nguyên liệu này nó cũng gần như nhau. Mình có thể bỏ chung vô. Chứ khoai lang mà mình chưa ấy, mình bỏ vô đây sợ hơi cá này nó ấy ra nó không ngon. Rồi nó sôi rồi nè các bạn. Đó. Giờ Ngọc sẽ bỏ nguyên liệu này vô. Thay vô, bỏ lá tai vô,
giờ mình sẽ dặm thêm, dặm thêm mỗi cái một xíu xíu xíu, đường hồi nãy nó thiếu ngọt, giờ thêm xíu vô. 2 3 thêm một xíu muối vô. Này, xong, lạc bỏ vô, nó lỡ tay mặn lòi lại. Tới đây xong nhưng mà nó chưa xong nha các bạn. Đó, bình thường vậy là chín là móc rang được rồi, nhưng mà không. Nên Ngọc sẽ bỏ nó vô đây. Thơm quá thơm luôn các bạn. Người sao chào không nói, vừa thôi chào sống la lên, ngựa đời thiệt chứ. Ví dụ mình lỡ mình chào, mình xì chào, mình la lên, để cho tao múc tàu đồ mới vô nhà, hơi phải lao nhà nữa. Ngọc sẽ hấp. Ủa mà cao quá rồi sao? Giờ mình bỏ tới bếp mình đổ vô tô được không? Không xà lơn, quá dỗ con đang làm nha. Xong. Vậy sao chín? Wow. Chưa chưa, để nó đi. Con đói. Nấu cà ri không thể nào thiếu lá nị được. Bây giờ Ngọc sẽ hái lá nị. Lá nị hay còn gọi là gác lá cà ri á các bạn. Mà cái này thì mình hái ít ít thôi, bỏ nhiều vô nó sẽ bị đắng á. Ui nó sôi ọc ọc rồi nè các bạn. Giờ Ngọc bỏ lá nị vô, đậy lại. Ở dưới quê Ngọc á, hồi nhỏ mỗi lần mà làm bể chén bể tô cái bắt đầu á, người lớn trong nhà ba mẹ ha là ông bà kêu á là ra mày vũa cúc vùa mày vô mày ăn chứ chén bát mà mày đập tối ngày lấy gì mày ăn. Bây giờ thì Ngọc làm cái này cho chú ba ăn chứ ổng ăn rồi nhiều khi ổng tỉnh về ổng cầm chén ổng ăn ổng gung 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 vậy nè, rớt cái bụp bể, rớt cái bụp bể. Giờ Ngọc thấy cái này ok nè, đẹp nè, để dành riêng cho chú ba. Một tí nữa ghi vô đây là chú ba khía là ổng nhìn vô cái chén này là biết của ổng. Mày nói cái gì? Nói cái muỗng vừa cho ông ba khía. Con có nói gì sai hả chú ba? Làm gì vậy? Hàng cái chén. Ôi, tèn. Gao niêm nha các bạn. Cái nào cũng có gao niêm hết trơn á. Cá biển thì ăn với quế, Ngọc bỏ quế. Với củ hành. Củ hành tây giờ mình bỏ vô một xíu thôi là nó cũng đã nóng rồi, là nó vừa chín luôn á. Bây giờ mình khui nè các bạn. Gắp con cá ra. Còn đây là lỗ tai heo nè. Trời ơi. Chấm vô một cái, kẹp miếng ớt nữa cho nó đã. Cái da heo á. Ủa cái lỗ tai heo á. Nó có lòng con á. Nó cứng, cắn nó lạ. Còn mấy hả? Mấy gì? Dạ heo. Nè, cho ông cục nè. Không biết là Halloween này ở chỗ các bạn sao, chứ ở chỗ của Ngọc á, chỉ có một vài cái nơi lớn gọi là giống như là siêu thị á, hay là trường học mà trường tiếng Anh á, là có hóa trang, có trang trí cái không khí, có trang trí theo cái không khí là của Halloween thôi. Chứ tại vì quê của Ngọc á, giống như là một cái thành phố nhỏ thôi, trực thuộc của tỉnh á, nó cũng không có quá lớn giống như ở Sài Gòn hay là những cái trung tâm mà lớn mà người ta hưởng ứng theo á, là trang trí này kia rồng rộ như công viên, ủa như giống như gì Đầm Sen ha, là mấy cái trung tâm lớn ở Sài Gòn á. Còn quê Ngọc thì ít lắm, nhưng mà thấy cũng có cái không khí, có mấy cái cửa hàng trang trí đi ngang thấy mấy con ma bay 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 vậy nè, rồi thấy mấy cái hình trái bí nè. Nè quên, nãy giờ quên khoe với các bạn nữa, thấy Ngọc khéo tay không? Nó Ngọc trang trí này trái bí giống không? Rồi cái mặt này thì nó không được ha, làm cho mình ghê sợ cho lắm. Cái này mình ăn cá biển á, mình nấu cá biển mình ăn xong á, mình bỏ thêm miếng da heo vô á, mình đổi vị á, mình gắn cá biển nó mềm mềm thôi, mình cắn miếng da heo nó giòn giòn á, ngon hay chú ba ha. Cái mùi á, hay gì mình để lên mình nướng á thêm chú ba, ngon á chú ba. Cắn cái đầu á, nó nhiều khoai lang nè chú ba, nó ngọt kìa, ngọt nữa, ừ ừ nữa. Muốn nó giống khoai lang không? Không. Sao không nó muốn đi? Con nói lộn á, con nói lại. Hỏi, chú ba hỏi lại đi. Muốn giống khoai lang không? Muốn. Muốn khoai lang ăn. Lúc nhẹ gì không làm được. Nó là cái kiểu kỳ cục.
chúc các bạn có một mùa Halloween thật là vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của Ngọc nha. Ủa lộn. Vô cười ngay. Chúc tất cả các bạn có một mùa Halloween thật là vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của Ngọc. Đừng quên nhấn thả tim cho Ngọc nha. Mời các bạn làm cái gì nghỉ.